nhân danh cha và con và thánh thần amen kính thưa cộng đoàn tin mừng chủ nhà thứ hai mùa vọng hôm nay nêu bật gương mặt do an tẩy giả một gương mặt của mùa vọng mời cộng đoàn lắng nghe lời chúa tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh mát cô khởi đầu tin mừng của Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa như có lời chép trong sách tiên tri Isaia rằng đây ta sai sứ giả của ta đi trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi có tiếng hô trong sa mạc hãy dọn đường Chúa hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng ông Gioan xuất hiện trong sa mạc rao giảng phép rửa hối cải để được ơn cứu độ. Mọi người từ khắp miền Judea và Jerusalem tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa trong sông Jordan. Lúc đó, ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: có đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người phần tôi tôi dùng nước làm phép rửa cho anh em còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần kính thưa quý ông bà anh chị em nhắc đến mùa vọng Chúng ta không thể không nhắc đến Doan Tẩy Giảm một gương mặt nổi bật điển hình cho mùa vọng một mẫu gương để chúng ta sống mùa vọng và là lời mời gọi ta hãy dọn đường cho Chúa đến. Bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Gioan giao giảng về Đức Kitô không chỉ bằng lời mà còn bằng chính đời sống của mình. Gioan đã đến như một hiện tượng của thời đó. Ông sống trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thách lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Chính lối sống nhiệm nhạt và chay tịnh đặc biệt của ông đã khiến người ta chú ý đến ông. Và vì thế, người ta đã chú ý đến những lời ông giao giảng. Thưa quý ông bà, anh chị em, vậy thì do an giao giảng những điều gì thưa ông rao giảng rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần một lời rao giảng thật ngược đời lẽ ra khi xuất hiện trước mặt người khác do an phải quảng cáo chính mình phải đề cao đánh bóng tên tuổi mình, đằng này do an lại tự hạ thấp bản thân mà lại nâng cao một người nào đó đến sau mình, tại sao lại như thế? Thưa, bởi đó là sứ mạng của ông, là sự khiêm nhường nơi ông và là chính con người của ông. kính thưa quý ông bà anh chị em, do an đã biết cách để tạo sức hút mãnh liệt nơi chính mình, khiến toàn dân từ khắp mọi miền kéo đến cùng ông. Tuy nhiên, ông không giữ họ lại cho chính ông, mà ông đã giới thiệu Chúa Giêsu cho họ để họ đến với Ngài. Với cách thức như thế, Gioan đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được Thiên Chúa trao phó và xứng đáng trở thành người cao trọng nhất trong số những người nam được người nữ sinh ra kính thưa quý ông bà anh chị em ngày nay thế giới vẫn đang cần những do an khác như thế để loan báo chúa cho anh em của mình vẫn cần những con người dám sống khác người dám lội ngược dòng với thế gian dám ra khỏi những não trạng cục bộ xưa cũ dám nghĩ dám làm và dám sáng tạo những điều mới mẻ, dám mở ra những lối mới để đến với tha nhân, dám dấn thân, dám phục vụ và dám quên mình vì tin mừng. Những con người đó là ai? Thưa là chính mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ từng bước thực hiện những điều đó khi chúng ta dám đổi mới chính mình mỗi ngày theo chất của tin mừng. Chúng ta sẽ trở thành những do an khác cho thế giới ngày nay. Xin Chúa biến đổi chúng ta. Và xin Chúa ban thêm sự khôn ngoan cùng lòng nhiệt thành cho chúng ta. Để chúng ta chu toàn sứ mạng mang Chúa đến cho anh em mình. AMEN